chương trình chuyển đổi số quốc gia đưa ra mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số. Qua thực tế triển khai, thì các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi số có khả năng tối ưu chi phí đến 35% so với phương pháp truyền thống. Việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao đã được ứng dụng trên hầu hết các lĩnh vực nông nghiệp. Các công nghệ như IoT, Big Data, Blockchain cho phép phân tích các dữ liệu về sinh trưởng và phát triển, nâng cao khả năng kháng bệnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng của cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Tại hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia cho rằng để thúc đẩy chuyển đổi số cần tập trung vào những nội dung như phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành như đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản và xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất, phục vụ các hoạt động nông nghiệp, đào tạo ứng dụng công nghệ số cho người nông dân và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.